Trong video này, chúng ta hãy nói về là K-nearest neighbor, một thuật toán. Vậy thì trong video chúng ta nói cụ hơn 4 đề sau. K-nearest neighbor là gì? K-nearest neighbor làm những việc gì? Và khi nào chúng ta sử dụng nó? Ở cái cùng đó là khi nào sẽ xét là overfitting, khi nào là underfitting. Thì nó gọn thế, K-nearest là gì? Đó là một thuật toán của việc của cái nhóm học máy có kiểm soát supervised learning machining. Nó được dùng cho cả hai trường hợp, đều là phân loại phân nhóm, classification là phân nhóm, và bài toán hồi quy regress problem. Ở trong video trước cho nói rằng là cái conceptual nó chỉ dùng cho classification, còn cái thằng cho phần phân nhóm dữ liệu, còn cái bài còn thằng line regression hồi quy tuyến tính dùng cho bài tuyến hồi quy, nhưng cái thằng k-nearest này dùng cả hai. Ở đây ta giả dụ rằng là khi mà vẽ cái biểu diễn dữ liệu ở trên đồ thị thì những dữ liệu nó cùng loại thì nó sẽ ở gần nhau, nó ở gần nhau đồ thị đó. Thì khá như này, ở dưới rất khó cái màu màu cam bên phải, màu xanh bên trái thì nó gần nhau kiểu như vậy. Thế thì cái thuật toán KNN này nó sẽ nhìn vào khoảng cách giữa các mẫu và gọi nó là các cái hàng xóm ấy, thì có thể phân biệt được là cái mẫu nào là thuộc cái nhóm nào dựa trên cái độ tương quan gần gũi của nó với nhau, khoảng cách với nhau. Thế thì vậy thì nó làm việc khi nào? Cái quy trình làm việc của nó nên là lấy dữ liệu lên này, cho thiết lập K là một số nguyên mà đại diện cho số cái nhóm, số cái mẫu chúng ta coi là gần, cái khái này thì nhất là nó cụ sau. Nếu là cứ hiểu như bạn, nếu mà mẫu này là bạn có số 2 hả, thì hai gần nhất bạn nhất thì sẽ là quyết định cái giá trị của bạn. Ví dụ như là bạn đứng cạnh một lớp vậy, nếu bạn đứng cạnh hai học giỏi thì bạn học giỏi, còn nếu bạn đứng hai thằng ngu thì bạn là học ngu, kiểu vậy. Thì sau đó cái số K này, số là những cái mẫu đứng gần cái mẫu chúng ta quan tâm nhất ấy, ví dụ là đưa vào đầu vào các mô hình rồi nhé, mô hình rồi ta đưa vào một cái mẫu ở đó, một cái đầu vào, và như là vị trí xi chẳng hạn, thì vị trí xi đó, vị trí a đó trên cái đồ thị của trong cái mặt phẳng tọa độ của thằng Descartes chẳng hạn, vị trí a có tọa độ xi, thì nó hỏi máy tìm xem xung quanh để càng hai xung quanh đó có hai cái điểm nó có độ là x1 y1 rồi x2 y2, cái điểm đó nếu nó có dán nhãn đó là giỏi thì cái thằng A đưa vào đó là giỏi, còn nếu thằng đó là A là trung bình thì là A là trung bình, ý như vậy. Tiếp theo chúng ta tiến hành là tính toán cái khoảng cách giữa cái mẫu với nhau sử dụng là Manhattan hay là Euclid, hoặc là khoảng cách Euclid, có Manhattan là khoảng cách Hamilton. Thế thì cái này liên quan đến việc tính khoảng cách, thì chú ý là thằng ví dụ như là trên mặt hạ mặt thẳng tọa độ nhá, thì không gian hai chiều thì đường khoảng cách Euclid là khoảng cách chim bay hai điểm, khoảng cách Manhattan đi theo trục, ví dụ là trục xi AB hạn thì ra đi vòng mô tả hơi khó nhỉ. Manhattan đi theo đường vuông, còn thằng Euclid đi thẳng thẳng, còn thằng Hamilton chưa biết đi kiểu gì luôn. Tiếp theo là ta sẽ sắp xếp các khoảng cách tính được theo chiều tăng dần. Bước thứ tư là lựa chọn K dòng đầu tiên của cái tập sắp xếp đó, và bước cuối cùng là một cái lớp được gán cho một cái nhóm dựa trên cái tần suất của nhóm đó trên những cái cột ba cột đấy. Như những cột đó, ca dòng đầu tiên thì cũng phải dán cái nhãn cho cái cột cái dòng đó, tính theo cái tính chất của nó mà. Cái này phải làm cốt cụ thể được, nhưng nói không sẽ hiểu đâu.
Quan dùng là khi nào dùng cái calendar, khi mà chúng ta được cung cấp một cái tập có được đã được dán nhãn. Calendar thì sử dụng như một như là cái thuật toán supervisor hoặc có kiểm soát hoạt động ở trên những cái tập dữ liệu dán nhãn. Cái điểm mạnh của thằng KNN trên thuật toán khác là KNN sử dụng cho phân để tạo ra những cái thuật toán là thể phân tích tạo nhiều nhóm. Còn thằng Conceptron chúng ta chỉ tạo được một nhóm và hai nhóm phân biệt. Còn thằng KNN nhiều nhóm phân biệt. Và nếu chúng ta cố gắng để phân tích dữ liệu từng nhóm mà có nhiều hơn hai nhãn thì KN là có tối ưu. Chứ nếu dùng cái thằng regression là không có được. Nếu phân như bây giờ có một lớp học chúng ta phân cái học sinh ra thành là bốn nhóm trung bình, yếu này, trung bình này, khá, giỏi. Bốn nhóm ta dùng là KN phân tích. Chứ nếu ta dùng perception thì ta được hai nhóm đó là kém và giỏi thế thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng cái thằng line này để hồi quy điên tính thì nó phân tích từng người một cái từng chu kỳ một theo từng đoạn một thì nó sẽ không hoàn thành như người muốn. Tiếp theo về vấn đề là overfitting, underfitting thì trường hợp này nếu mà một cái điểm to có quá những cái tức là nó đấy ta sẽ một điểm có quá ít các số các cái điểm cạnh nhau, cái điểm thưa quá thì là underfitting. Cái mẫu đó thì là cái trong tập điểm vào trên mặt phẳng tọa độ hai chiều, nếu các điểm quá rời nhau, xa nhau quá thì nó rời rạc, đến là cái việc lên mô hình ta là khó, nó không tạo được các khu gần hết ý, thì gọi là underfitting. Còn nếu mà hai các điểm nó có quá nhiều điểm gần nhau thì nó là cái tính ta không tìm được đặc trưng của cô ấy. Nếu có quá ít điểm sử dụng thì cái này lại trở thành là overfitting. Thế đấy nhé, này nếu chúng ta đầu vào thằng k đầu tiên số k này thiết lập đầu dòng hai nhé, thiết lập số k là số dựa số các cái điểm gần nhất chúng ta để xác định cái gì đấy. Nếu bây giờ chúng ta đặt cái số k đó mà quá nhiều thì sẽ không tìm ra đặc trưng của cái đống k đấy, đống điểm, đống số k điểm đó thì nó sẽ ăn phí tình. Nếu có quá ít thì sẽ thành cái điểm đó sẽ thành quá đặc trưng thì lại là overfit tình, nên đến ta sẽ xác định sai cái giá trị của nó. Đại khái như bây giờ chúng ta còn quanh chúng ta khoảng độ 5 bạn giỏi và 8 bạn nói chung 18 bạn kém này thì rõ ràng ta xác định bạn này là trung bình hoặc là gì đó. Đằng này nhưng mà ta lấy là chỉ có 3 thôi thì lỡ đủ phát bao giỏi cả thì thích bạn này là giỏi, nhưng mà không giỏi đâu, nó chỉ trung bình thôi. Như vậy chúng ta hãy đi sâu vào bạn code để hiểu rõ hơn thế này. Ở trong video sau ngắn gọn thằng K này ấy, thằng KNN chủ yếu giải quyết cái bài toán mà khi chúng ta muốn có sử dụng phân nhóm dữ liệu thành nhiều nhóm khác nhau. Nhiều nhóm nhỏ. Còn nếu mà cơ bản này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần code sau nhé.